Zone the file. Ánh sáng. Ui. Cái này nó chỉnh sang cái phần cửa sổ nên điều chỉnh hơi khó các bạn. Chúng ta sẽ vào phần setting và cấu hình nó lại. Display window. Khoan đã. Xem cái phần resolution nó ở đâu đã. Audio contrast system info. Graphic mà. Nhưng mà làm sao để chỉnh sang full screen nhỉ? Window broadcast. À cái này cũng được này, cái này nó tự động đẩy sang full màn hình nữa các bạn. Để ở window no border nhá. Được rồi. Thì tiện thể chúng ta sẽ setting luôn nhỉ. Graphic. Color blend, chế độ màu này. Show blood là hiện máu à. Minimap. Motion blue, cái này tắt đi nhá. Advanced setting. Đây, card của mình là card 1050 Ti nhá các bạn. Và ở đây thì xem nào. Monitor. Screen ray. Cái này lốc 60 FPS à? Không có hơn nhỉ? Scene every 5 giây. Cái này tắt đi nhá. Maximum FPS. Scene every frame rate thì nếu mà cái bên trên này chúng ta tắt rồi ấy, thì cái bên dưới chúng ta không quan tâm nhá. Cái maximum FPS này. Cái scene every frame rate là cái nó lốc lại cái FPS của bạn. Ví dụ các bạn muốn cái FPS các bạn là 60 trên mọi mặt trận thì các bạn hãy bật cái này lên và các bạn xuống cái này các bạn chỉnh thành 60 được nhá. Còn nếu các bạn muốn cho cái FPS của bạn là cao hết mức có thể thì các bạn tắt cái này đi. FOV thì mình sẽ để là 90 nhá. Có lên được 90 không nhỉ? Lên được 90 này. Để cho nó tương đồng với cả những tựa game bạn dùng khác mà mình từng chơi như là CSGO hay là gì đó xem nào. Còn ở đây thì resolution nó khóa là cái full màn hình của mình luôn rồi. Các bạn nhớ nhá, khi mà các bạn vào game ấy mà các bạn bị màn hình đen rồi nó hiện ra một cái dòng chữ đó là Outrunner. Kiểu như vậy, hoặc là các bạn nghe thấy tiếng không? Các bạn không thấy hình gì hết, các bạn thử ấn Alt Enter nhá. Để nó chuyển sang chế độ cửa sổ rồi các bạn vào đây các bạn chỉnh nhá. Resolution. Đây, test resolution. Cái này thì có lên extra đúng không nhỉ? Lên được rồi. Nhưng mà cái card của mình sẽ hơi nặng. Ở đây nó hiện sẵn cái card của mình nhá. Nghĩa là nếu mà chúng ta điều chỉnh ra sao thì nó sẽ sử dụng cái card là bao nhiêu đúng không nào? Mình sẽ để hết lên extra nhá. Mình muốn cái game của mình nó đẹp nhất với con card của mình. Shadow bật. Shadow resolution. Shadow là cái luôn luôn ôm nặng nhất cái phần phần các màn hình đúng không các bạn. Spec shadow. Hiện nay đẹp hơn nhỉ. Nhưng mà có thể là sẽ bị kéo FPS rất là nhiều nhá các bạn. Screen pack. Bật hết lên. Depth of field. Nhìn nó mượt hơn nhỉ. Các chi tiết nhỏ. Cả của mình 4GB. Vậy nếu mình để mọi thứ nó dưới 3GB là ok. Nó có thể hoạt động hết công suất. Thì được rồi, sau khi đã xong thì chúng ta sẽ SC back. Đó là về phần setting graphic đúng không nào. Option video request. Cái này tắt đi nhá, cái này được ấn vào nhá. Nếu mà các bạn không biết chỉnh sao các bạn ấn vào cái này nhá. Option sau đó ấn Yes là được. Rồi audio, âm nhạc thì mình sẽ để mặc định nhá. Subtitle cái này mình sẽ bật lên. Quên mất. Control. Mouse setting. Sensitivity này. Đảo ngược chuột này. Làm mượt chuột này. Thì thôi mặc định đi. Nó đỡ tính sau. Cây binding đặt nút sử dụng trong game nhé các bạn. Ở đây thì mình sẽ thay đổi một chút. Đó là cái nút ngồi đâu rồi. Cruise. Cái đây. Đây cruise đây. Cruise mình sẽ để đó là V nhá. Prone mình sẽ để là X nhá. Sprint. Shift. Hold sprint. Hold sprint giữ phải là mình shift này. Hold nghĩa là giữ phím shift thì nó mới chạy á, nhân vật nó mới chạy á. Hold shift weapon look reload đâu nhỉ? Còn cái phần bắn á, phần bắn thì nó có hold không hay là phải tông low arm down sai? À đây hold, hold arm sai, đây là đang là hold nhá các bạn. Nghĩa là các bạn giữ chuột ấy thì nó mới bật tâm lên. Còn nếu các bạn muốn bấm chuột một lần mà nó bật tâm luôn ấy thì các bạn hãy chuyển right mouse sang cái phần đó là arm down the side nhá. Còn hiện tại nó đang mặc định đó là hold arm down the side, được chưa nào? Rồi đại khái chỉ có vậy thôi. À melee á, melee cái này nên là F đúng không nhỉ? À, cái này FE, những cái nút mình quen sử dụng thì nó lại có hiệu chỉnh cả rồi. Thôi thì chỉ thay đổi vậy đấy nhá, mình sẽ thay đổi cái phần ngồi và phần
phần 5. Còn Game Pass là điện tử tay bấm thì thôi nhá. Restore, restore, hai cái restore đừng động vào cái nào hết nhá. Rồi chat system info, hai cái này thì không cần quan tâm đến. Được rồi. Bây giờ chúng ta có thể chiến được rồi đấy, local play. Đây, cái này có lẽ là cả tạo hot ra rồi chơi ở bên phần mạng LAN các bạn ạ. Còn mình sẽ quay lại phần play nhá. À, Nazi zombie trước nhỉ? Thử vất zombie không? À tôi cứ thử Making server fail á. Connecting to online server, nó có nghĩa là đang kết nối với cả server online. Nhưng mà đợi thế này đợi đến bao giờ? Mình biết mình có đâu có biết là nó kết nối được không đâu, đúng không nào? Cho nên cái này các bạn rảnh các bạn thử nhá. Có phần Nazi zombie. Crash ngay lập tức. Ồ hay lắm bạn trẻ ơi. Vào lại nào. Như vậy Nazi zombie thì thế thì mình sẽ phang thử thần single player xem có chơi được zombie không. Cái này mình muốn thử cả hai. Còn phần game kia thì chỉ có đúng phần chơi cốt truyện thôi, cho nên chúng ta sẽ không mơ mộng gì được cả, đúng không nào? Bên này thì cũng alt enter nhá các bạn. Setting, giờ lại phải setting lại hết à? Ủa, khổ vậy. À, sao chuột delay này? À đây rồi. À đâu, vẫn delay đâu các bạn ạ. À? À đâu, giờ đỡ rồi này. Nhưng mà cảm giác chuột hơi bị chậm so với cả cái thao tác. Kiểu như ping cao. Thôi mặc định nhá, bên này mặc định nhá. Vào thử phần multiplayer xem nào. Cũng crash luôn. Như vậy là không được multi rồi. À quên, mình đang định thử zombie cơ mà sao mình cứ nhảy vào multi nhỉ, what the heck. Này vào lại rồi. Bực ghê. Nazi zombie. Crash không? Crash. Ồ, như vậy là không chơi luôn à. Thế này thì việc quái phải đào hai cái bản này cho nó mệt nhỉ. Này nó cứ đòi cái connecting. Hay là chúng ta phải đăng nhập vào Steam thì mới chơi được. Vậy để mình thử đăng nhập vào cái Steam xem nhé. Bởi vì đã có những cái game mình sẽ dùng một cái nick Steam nào đó mà mình cảm thấy nó rác rác một tí. Bởi vì nếu mà bị cái VAT bên phía Steam nó phát hiện ra thì mình sẽ bị khóa cái nick Steam của mình các bạn ạ. Mình sẽ thử một cái nick nào đó mà mình bỏ từ lâu lắm rồi. Đúng nhỉ? Đúng mật khẩu không nhỉ? À đúng mật khẩu rồi này. Được rồi, mình đã đăng nhập vào Steam. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cái phần kia xem mình có vào được cái Nazi zombie với cả cái không nhá. Cái multiplayer không nhá. Reading driver. Nhanh nào anh ơi, nhanh nào anh ơi. Enter final zone. Play. À quên. Cái phần multi này mình có lẽ cái khó nói nhỉ. Phải thử nó mới biết được. Có lẽ chúng ta sẽ chỉ chơi được cái kiểu đó là co-op mạng LAN thôi. Chứ còn multiplayer chơi với cả các player khác thì mình nghĩ là hơi khó thật. Vì dù gì nó cũng là một phần mềm không chính thống mà lại còn phổ biến như vậy thì kiểu gì cũng bị bên phía Activision họ can thiệp bản quyền các thứ. À chơi với bot được nghe. Mình chỉnh bot đây nhá. Difficult thì mình sẽ chỉnh đó là Mixer là tối đa. Friend, đây là friend à. Friend để 15 nhá. Còn đối phương thì cũng wow, tối đa chỉ được khoảng tầm xem nào, tối đa được khoảng tầm 17W thôi à. Thôi bên này 5 đi. 7 đi, bên này 10 đi, đúng không nào? Còn bên này đồng đội mình sẽ để cho nó tụi nó gà gà một tí requi nhá. Bọn này thì mình sẽ để mixer. Sau đó thì sau đó back và tạo map tem dead map esport mod recent mod my mod mình sẽ để đó là esport mod này, chế độ thi đấu chuyên nghiệp. Check in cho đây là chế độ chơi này. Hashpawn cướp cờ tìm và phá hủy. Có kiểu nào mà chỉ bắn nhau thôi không nhỉ? Hashpawn, à đây rồi, Hashpawn bắt đầu chọn map. War mission standard to. Có 3 map ở đây. Griffin. Nó gần giống với cả Griffin. Sẽ lấy map này nhá. Được rồi, sau đó thì làm sao để bắt đầu nhỉ? Qua map game recruit bot.
Ready start game. Ready đâu? Lobby Solder setting exit. Start match. Thử nhá các bạn. Mà sao bên này nó nhìn nó mờ thế nhỉ? Sao vậy ta? Đây, máy bắt đầu nữa các bạn. Vậy đây chính là phần multi này. Mình lại không có hai cái máy ở đây để mình thử xem là hai máy nó có kết nối với nhau qua mạng LAN được không? Này nó cũng khó nhỉ? Nhanh không? Nếu mà cái này có chơi được với máy thì nó cũng hay ho đấy. Các bạn cũng có thể download về và chơi với máy cũng được. Đúng không nào? Không đến nỗi. Chúng ta có thể có được nhiều map chơi hơn so với cả cái phần single player. Gì đấy? Ôi à. Crowds are using a sneak attack to break through the until our demolition teams destroy the last two bridges and trap the German forces. Đây rồi, giờ thì đỡ rồi. Đôi 45, đôi 45. Đôi 46. 6 hay 5 nhỉ? Cái dog là tên tem hay là tên đấy ta? Nói chung là bây giờ cũng bắn được với máy đây các bạn. Đây hiện tại toàn là máy hết nhá, không có người nào ở đây cơ. Cái gì vậy? Nó ngay trên xe à, mày không để ý. Được hồi sinh không nhỉ? Đây, dead cam à? Đấy, hồi sinh nhá. Một kill. Hai kill. Hồi máu lúc nào ấy nhỉ? E-F-L-Q. Không phải đâu. Lúc nào để hồi máu các bạn nhỉ? 3 kill. Khá là dễ các bạn ạ. Đồng đội, sorry my friend. 4 kill. Chuẩn bị là 5 kill. Quá là đơn giản luôn. Ui, lag quá. Không ổn rồi. Chơi bị delay này, khó chịu thật đấy các bạn ơi. Mình phải kiếm chỗ nào đó mình ui hình nó bị giật này. Mình phải kiếm chỗ nào đó mình trốn đã. Cứ đồng đội á. Mình sẽ chạy về đây, về đây đã, mình chỉnh lại cái setting đã. Không ổn rồi. Setting graphic này cao quá các bạn ạ. Đây op video. B is blocked by a hedgehog. Rồi. Bay. Bay. Hình nó sẽ cùi hơn tí nhưng mà nó không có bị giật nữa các bạn ạ. Ui, không kịp né. Khổ vậy. Được rồi, như vậy chế độ này có vẻ là chế độ deathmatch. Đâu, chiếm cứ điểm, chiếm những điểm A, điểm B này. Đội nào chiếm được nhiều hơn đội để thắng. Có súng nào không nhỉ? Súng bắn chậm quá. Mình thích những súng nào bắn nhanh một tí cơ. Bắn nó mới đã. C is almost crossed the front line. Stick to the objective. Do not let them get another tank across. Cậu đi ra ngoài à? Ok. Nó sao để hạ cái xe tăng này nhỉ? Cái gì đó? Quân bách ơ. Sao đấy nhỉ? Mình đi ra sai vị trí quá à? Hay sao ta? Mà làm sao để thay súng đấy? Keep the Germans from stealing our fuel for their tank. Súng lục nhé. What the heck? Con súng nào ngon hơn à? Game chơi cảm giác lạ quá nhỉ? Airdrop. Có hàng trên trời rơi xuống à? Có súng nào khác không ta? But we lost one of our own in the process. We stole back B. Hàng tiếp tế này. Nó lấy của mình rồi. Bây giờ sao? I'm so confused. Cái gì đấy? Nó ở đâu vậy? Ui, không thấy luôn đấy. Khó quá nhỉ.
Rất được rồi, đó là một phần multiplay của game Call of Duty World War 2 nhá. Còn tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ ra và test thử cái chế độ đó là Nazi Zombie, đúng không nào? Và làm sao để thoát đấy? À, đến link game đây. Desktop. Yes. Ấy, thoát hẳn ra luôn rồi. Mình sẽ vào lại nhá. Chế độ multi deathmatch thì có thể chơi ổn đúng không nào? Bây giờ còn Nazi zombie. Ui, crash rồi, không ổn rồi. Nhảy thẳng sang cái trang của Call of Duty World War 2 này là không chơi được rồi các bạn ơi. Thôi được rồi, nói chung là như vậy cũng ổn đúng không nào? Chúng ta có thể chơi cả phần single player và có cả phần chế độ deathmatch bên phía multiplayer nữa. Như vậy là vẫn hơn so với cả cái bản Deluxe Edition đúng không nào? Thì được rồi. Mình cũng chỉ muốn giới thiệu các bạn cái bản game mới nhất của Call of Duty World War 2 thì hiện tại mà chúng ta có thể kiếm được thôi. Thì dù gì cái bản Reload nó không được như chất lượng quảng cáo, nó không có multi, cũng như nó không có cái phần đó là zombie. Nhưng mà nó sẽ hơn được cái phần single, đó là bản Deluxe Edition ấy. Đó là nó có được cái chế độ chơi local, đúng không nào? Chế độ chơi với bot ấy. Thì nó vẫn hơn với cái bản Deluxe Edition, đúng không nào? Deluxe Edition thì chỉ chơi được single player thôi. Thì nói chung là các bạn thích bản nào thì các bạn cài bản đó nhá. Bây giờ thì mình cũng hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã lên thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Bây giờ thì tạm biệt mọi người.